Trong thời gian diễn ra liên hoan phim, hơn 500 bộ phim từ khắp nơi trên thế giới được công chiếu tại 47 dạp ở Thượng Hải. Bộ phim Đại Náo Thiên Cung khắc họa hình ảnh Tôn Ngộ Không, Vua Khỉ, một trong những bộ phim được xem là biểu tượng của văn hóa Trung Quốc, được phát hành những năm 1960, cũng đã được làm lại để công chiếu cho công chúng yêu điện ảnh. Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải là một trong các liên hoan phim lớn tại khu vực châu Á. Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1993 và sau đó được tổ chức mỗi hai năm một lần vào các năm lẻ. Riêng năm 2003, liên hoan này bị gián đoạn vì tình trạng dịch bệnh sát xảy ra tại Trung Quốc. Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải diễn ra từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6.